Anh Gogon từng là người nghiện cờ bạc trực tuyến. Anh có thể chơi cờ bạc thâu đêm suốt sáng, tiêu tới hơn 2.000 đô la Mỹ, tương đương 51 triệu đồng chỉ trong một đêm. Có một thời gian tôi và bạn bè sẽ gom tiền lại với nhau và chia đều số tiền thắng cược. Hồi đấy tôi đang học đại học, nhưng thường trốn học để đánh bạc. Anh Gogon chỉ là một trong số nhiều người dân Indonesia chơi cờ bạc trực tuyến. Mặc dù cờ bạc là bất hợp pháp tại Indonesia với mức án lên tới 6 năm tù, nhưng số liệu của chính phủ cho thấy có khoảng 3,7 triệu người Indonesia tham gia hoạt động này vào năm ngoái với số tiền cá cược hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Trước tình hình này, Tổng thống Joko Widodo đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào tháng 6 và chính phủ đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chặn các trang web cờ bạc ở nước ngoài, thường là ở Campuchia và Philippines. Một số dịch vụ VPN mà những người đánh bạc sử dụng để vượt tường lửa trên các trang web nước ngoài cũng đã bị đưa vào danh sách đen, nhưng những người chơi cờ bạc vẫn có thể đặt cược qua điện thoại hoặc các nhà cái bất hợp pháp và rất dễ vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi. Họ thường rơi vào một vòng luẩn quẩn, thua, vay tiền chơi tiếp, nợ nần chồng chất. Ngoài ra, nhiều người cũng bị ảnh hưởng sức khỏe tâm thần nặng nề, phải nhập viện điều trị. Cờ bạc có thể dẫn đến các triệu chứng như lo lắng và trầm cảm. Ví dụ nếu ai đó không có khả năng trả nợ, điều này có thể làm hỏng mối quan hệ của họ với gia đình, bạn bè. Họ lo sợ bị chủ nợ truy đuổi cùng nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Không phải ai cũng hiểu rằng nghiện cờ bạc là một chứng rối loạn. Việc nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này cũng là một thách thức. Từ tháng 4 đến tháng 6, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 467 nhà cái cờ bạc trực tuyến, tịch thu hơn 4 triệu đô la Mỹ. Tôi xin nhấn mạnh, đừng đánh bạc, đừng đánh bạc, đừng tham gia đánh bạc, dù đó là trực tiếp hay trực tuyến.